Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Kiếm Hiệp. Vâng thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, kênh Truyện Kiếm Hiệp sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Độc Bá Võ Lâm của tác giả Giả Cổ Long, phần thứ 9, hồi thứ 24, Hồ Ngọc gặp cao nhân. Đêm nay trời sao Ngọc Hồ là nơi tập trung du khách gần xa, họ giải trí dưới nhiều dạng. Trên hồ hàng ngàn vạn ánh đèn nhấp nháy đổ màu chẳng khác tinh tú trên trời. Trong chiếc du thuyền khá rộng có năm chàng thiếu niên giang hồ đang thả lưới răng câu và nhâm nhi mấy bát rượu, như phổi bỏ những ngày phong sương gió bụi. Năm người ấy là tiểu thần thông không không thông nhi, tiểu thần đao, rượu thủ nữ lang và thánh nữ. Thánh nữ đã từng gặp cầm tiêu thánh thổ, Thế lão ta giải quyết vấn đề huyết ma kiếm thế nào? Thánh nữ Chu Yến Yến nói. Lão ấy nói rằng kẻ nào giữ huyết ma kiếm sẽ là trưởng môn thừa kế cho lão ta. Tiểu thần thông cởi thanh huyết ma kiếm trao cho nàng và nói. Võ công của thánh nữ đã đạt được đến mức tu vi. Và lại giang hồ đã tạm lắng động. Đám tà ma không còn nữa tại hạ trả thanh kiếm này cho thánh nữ. Nếu thánh nữ không dùng thì hoàn lại cho cầm tiêu thánh thổ. Thánh nữ nhìn lại cố vật lòng bùi ngồi nói không phải tiểu muội sợ cầm tiêu thánh thổ bắt làm trưởng môn nhưng rất sợ tiếng reo của nó tiểu thần thông lắc đầu từ khi tài hạ dùng kiếm này giết tiên diệp kháng thanh để tế giả lam sư thái thì nó không còn reo nữa nó chẳng khác gì một vị đại sư uyên thâm công lực nhưng lại vô ngôn nếu như chủ trương của huyết phái một bậc trưởng môn giết đổ một ngàn người thì thanh kiếm này sẽ không còn hợp nữa thánh nữ nghe lời tại hạ trả kiếm lại cho lão Thế nào lão ta cũng thử một đường vào xe thoạt nhiên tỉnh ngộ rồi tặng lại cho thánh nữ. Sau này nó là phúc phần của thánh nữ đó. Chu Yến Yến chợt tỉnh ngộ. Không không thâu nhi cởi nói. Chu cô nương mà nghe gấp biển mép này là mang họa hắn định vào núi nằm hòa thượng. Nên mới nổi không trao thanh xả đầu kiếm cho rượu thủ nữ lăng ngọc hà Và thanh long tuyển kiếm cho tại hạ. Hai chúng ta nhất quát không nhận hắn định đem đến nhà sưu tập cổ kiếm là tư mã minh để trao cho lão ta chắc chắn tư ma minh cũng không bao giờ dám nhận thánh nữ xa vắng khi con người đã vào hàng không có đối thủ thì dễ bị cô đơn tiểu thần thông một mình một thế giới tiểu mọi đành vâng lời lục công tử vậy một chiếc thuyền nhỏ kéo hai buồm rẽ nước lướt phăng phăng qua mặt thuyền này một mũi tên bay vuốt qua đầu tiểu thần thông chàng đưa hai ngón tay kẹp nó lấy ra một mảnh giấy nhỏ chàng không mở ra xem mà hỏi ai đoán được mảnh giấy này nói gì đây chẳng khác gì một bài toán về kiến thức yến yến nói có kẻ thách đấu với tiểu thần thông Mọi người đều nghĩ là vậy Nhưng ai là người dám thách đấu với tiểu thần thông Trừ thanh mi tiểu lục ra Bốn nhân vật còn lại Người nào cũng giấu về kiến thức giang hổ Ngọc Hà châm dọa cho mọi người rồi nói Trước đây Trung Nguyên có ba nhà kiếm pháp lỗi lạc Đứng đầu là Khương Gia Vài tháng trở lại đây có một vị công tử Tên là Khương Khâu Tố Là truyền nhân của họ Khương Nay gõ cửa từng nhà tình nghi có liên quan đến cái chết của phụ thân mình người nào không đấu thì thôi còn ai ra so kiếm cũng bị hắn giết trễ nhất là sau ba chiêu phái hoàn nguyên đã phải tan vì hắn phái đông lâm cũng vậy có lẽ mảnh giấy này là của người đó gửi cho trưởng huynh thánh nữ nói ngọc hà nói đúng lắm khương khâu tố có một chiêu rất loại hại gọi là huyết ti người nào bị phải chiêu này trên cổ luôn luôn phun xuất một tia máu nhỏ như sợi chỉ sau đó từ từ ngã xuống chết không kịp chối không không thâu nhi cười nói đúng vậy đúng vậy nhưng theo chỗ lão thâu nhi này biết nhà họ Lục có dính gì món nợ máu của gia đình hắn đâu. Và hơn nữa Khương Khâu Tố đã đi phủ tang từ tháng trước làm sao mà về nhanh vậy. Theo ta kẻ thách đấu này không ai khác hơn là không thủ Phật. Không thủ Phật tuổi nay ngoài 30, không do hắn có một hay là đủ hai tay. Không ai có thể thấy được tay hắn, người đánh hắn, hắn nhịn tối đa. Nhưng khi hắn hết nhịn rồi, chưa kịp nháy con mắt đối phương sẽ giấy chết dưới nơi kiếm của hắn. Từ khi rút kiếm múa một đường đến khi tra kiếm vào vỏ nhanh như một tia chớp, Giang Hồ không biết hắn sử dụng cách nào nên đặt cho nó một danh gọi nào vô ảnh chiêu pháp. Tiểu thần đao trình thiếu lộc nói, không không đại huynh đoán rất hợp lý, không thủ Phật vốn không hề tranh chấp với đám vô danh. Người ấy từng bị bọn khất cái hiếp đáp phải nhưng nó ta cứ lầm lầm lì lì bỏ đi. Nhưng khi xét thấy vị nào nổi danh tài sắc thì đến gõ cửa, đường kiếm của khương khâu tố tuy này hại vẫn không khốc liệt bằng vô ảnh chiêu nơi hầu của nạn nhân chỉ nhiễu một giọt máu duy nhất rồi sánh đặc ngay giọt máu ấy là nhất đích huyết lão ta tự xưng mình là đích huyết chồng tiểu lục gật đầu Chứ vì ai cũng có lý do hết nhưng tài hạ cho là không phải quái chưa kẻ tức tối nhất có lẽ là không không thâu nhi vì hắn cũng là một lão quái không mấy khi hắn đoán sai sự kiện nên dãy nảy nói nếu ngươi nói đúng người này Ta sẵn sàng khăn áo vào đất miêu Hỏi thê tử cho ngươi Tiểu thần thông cười cười Này nhé Hai vị đại kiếm khách mà chúng ta vừa đợi cập đến Có bao giờ khiêu chiến một cách bất lịch sự như thế này không Ai nấy đều giật mình Và cho là có lý Không không thâu nhi gõ vào đầu bột bột nói Phải phải Chẳng lẽ chẳng lẽ Nói đến đó hắn co giống người lại Dường như là sợ đến hết vía hết hồn Mọi người đều đồng thanh nói hải nội ngạc tổ tiểu thần thông vẫn lắc đầu người ấy là nghe tổ hắn vốn là truyền nhân của ngạc tổ tính tình cô nghiệt vô công vượt hẳn tổ tiên những người thuộc họ hải đều ngụ ở bành hồ trong biển đông họ ăn mọi sinh vật mà không cần phải nấu chín chẳng nói rồi cho mảnh giấy ra cho mọi người xem thánh nữ đọc lớn kính gửi tiểu thần thông theo thượng lệ cứ ba mươi năm người hải nội ở bành hồ đảo vào viếng trung yên một lần tổ tiên ta từng bị người hán chu di cửu tộc máu loang đỏ sông sông máu chảy đến đông hải người hải nội cưới sông máu về đến bành hổ không quên gốc xưa tích cũ kẻ nào muốn trùng hưng võ học trung nguyên là người ấy tuyên chiến với hải nội khắp trung nguyên không có một võ gian nào đáng giá ngoài tiểu thần thông ngày mai có chiếc huyết chu ghé lại người hải nội từng cưới sông máu xuôi về đông đó mà hải nội nghe tổ lưu bút Thư ngắn lời nét vừa bi thống vừa đe dọa không một ai nói tiếng nào. Không khí trên thuyền nặng nề hồi lâu tiểu thần đau nói. Người hải Nộ có cổ tộc bị chu di. Nhưng món nợ máu của vua chúa chở trước giờ chút lên đầu đại huynh. Tiểu đạc không cam tâm chút nào cả. Ý của Trình Thiếu Lộc muốn nói gì ở đây mọi người đều hiểu tiểu thần thông nói. Toàn kỳ kiếp nạn của Võ Lâm Trung Nguyên là cứ 30 năm núi sông sưng máu một lần. Ngọc hồ này 300 năm về trước máu răng đỏ thắm Hơn 10 năm không ai dám ăn một sinh vật trên hồ Tiểu thần đau hỏi Vì vậy đại huynh Hồi ấy phương thiếu nho bị yên nương chu lệ Ép phải viết tờ chiếu tức vị Nếu không sẽ bị chu di cửu tộc Phương thiếu nho viết Yên tặng thoán vị rồi vứt bút nói Dù bị chém mười họ ta cũng không viết Cuối cùng họ phương cẩu tộc bị thảm chu đến ngàn đời Lúc bây giờ tiểu tử Phương Hiếu Đức được một vị vũ bà bỏ vào trong khi mang trốn ra ngoài. Sau đó người dân Nam Kinh ra đến phố mẫu Thạch Đảo. Quan quân đuổi theo một võ sư phổ tang vội đưa Hiếu Đức đến đảo Bành Hổ. Rượu thủ ngưỡng lang thở dài. Tuy rằng nợ máu lấy máu mà trả nhưng việc của triều đình có liên can gì đến võ lâm để mai tiểu mọi sẽ hỏi hắn. Không thông nhi nói. Lời nói của con nhà võ khác với con nhà cầm bút sự sống chỉ có tranh chứ không có xin Sức mạnh là đạo lý của võ học Sáng hôm sau khi vững đông vỡ lộ dạng Là là trên mặt hồ một lớp xương bạc Năm vị tài tử vẫn còn ngồi lai dai Một chiếc thuyền màu đỏ chạy ba buồm Đến thẳng nhau bên cạnh thuyền tiểu thần thông Người trên thuyền khá đông Người nào cũng vẫn y phục màu xanh nước biển Cách làm việc của người trên thuyền khách cũng khác thường Kẻ thì lo đánh chén Người thì cuốn buồm Có kẻ ông dung nhàn tản Tiểu thần đao từ từ đứng lên bước lại mũi thuyền rút thanh đại đao rộng cán xuống sàn thuyền. Đứng nhìn sang bên kia. Trên thuyền đỏ một người mặc khuyết phục tuổi chưa đến ba mươi tướng mạo oai nghiêm bước đến cạnh thuyền cười. Quả không hổ tiểu thần đao. Ngày sau thần đao sẽ nối nghiệp vị nghĩa huynh của mình hiển hách một phương. Tiểu thần thông nói. Trình huynh để sao lại khiếm lễ thế. Tiểu thần đao vẫn chống đao đứng không nhúc nhích. Ngọc Hà tiến lại vòng tay nói. Phương huynh cứ dở lại từng trang cố sở, tìm đến đời trước xem chu lệ thì tổ tiên của bọn này vẫn là cơm giỏ nước bầu. Thì cái hận núi sương sông máu phương huynh muốn trút lên đầu ai, hắn không đáp. Không không thâu nhi nắm tay Ngọc Hà và Thiếu Lộc kéo lại, rồi nhảy sang bên kia cười hì hì nói với nghe tổ. Hồi khuyên này tiểu thần thông ăn nhằm thủy hỏa xa, mà không có thuốc trị loại độc đó, rượu thủ nương năng cũng đánh bó tay. Đệ muốn đánh giáo võ công nghe tổ mấy chiêu nhưng biết không địch lại Đệ qua đây khất lại với nghe tổ hẹn 30 năm sau sẽ quyết đấu Nghe tổ nghiêm sắc mặt hỏi Phải chăng các hạ là không không thâu nhi Không không thâu nhi nghiêng mình đáp Không dám đó chẳng qua là cái hư danh Nghe tổ nói Ta nghe đương thời nói rằng Trung Nguyên Tam Kiệt tiểu thần thông không không thâu nhi và hào hoa công tử. Hiện giờ có mặt ở chỗ này hai vị, ta không tin các vị dùng sao luân chiến, không không thâu nhi ngươi quyết đấu với ta sao Không không thâu nhi nói Phương giá thật thông minh chúng ta không thủ không oán Phương giá đến đây đòi nợ máu Tiểu thần thông tay không muốn nhiễm huyết Buộc lòng tại hạ phải tiếp thế thôi Nghe tổ trưởng mắt Không không thâu nhi người tin rằng có thể thắng được phương Mỗ Thâu nhi cười Đứng trước phương gia không ai dám mơ ước điều đó Nhưng rõ ràng là không thể tránh được cuộc quyết đấu hôm nay Phương gia hãy chọn điều kiện đấu đi Hắn đáp ngay Mỗi người mỗi tấm ván thả trên mặt nước Chúng ta giao đấu trên đó Ai rơi xuống nước là bại Nếu nghe tổ bại sẽ tuyên bố xóa bỏ mối thủ chuyển kiếp Không không thông nhi quẩy ha hả nói Ngạc tổ, nghe tổ, kình tổ, ngao tổ Và người bành hồ mới sinh ra đã biết đi trên nước rồi Phương gia chọn cách đấu đó rất thích hợp Nhưng cũng đừng quên rằng không không thâu nhi mẫu là một tay thần hành đại đạo khinh công không tồi xin cho tấm ván bọn thỏa đem hai tấm ván giống nhau bề rộng hai gang tay bề dài bốn gang tay sức của nó trở nổi một con thỏ không không thâu nhi không chọn lựa cứ lấy đại một tấm nói xin mời nghe tổ liêng ngang tấm ván ra xa và thân pháp của hắn rất ngoạn mục hắn nước theo đạp chân lên thành ván như đứng trên thuyền một cách bình an còn không không thâu nhi thả tấm ván xuống mặt nước rồi từ trên thuyền dậm chân nhảy xuống ván không tròng trành cũng không lún xuống nước không không thâu nhi để khí cho tấm ván nước đi người trên hai thuyền vỗ tay như sấm dậy hai bên đứng gỉm nhau cặp mắt của thâu nhi rất nhỏ nên người ta chỉ thấy mắt hắn khép hở hở chợt nghe tổ nói nếu ngươi bại thì sao hắn ông dung đáp ta chịu uống rượu phạt hay lắm bất ngờ nghe tổ phóng người lên cao khi đã hết đà hai chân hắn đạp vào không khí lia lịa tấm thân trăm dưới cân của hắn nhẹ nhàng tưởng như cánh chim xuất chiêu hải âu hí lãng cũng trong nháy mắt như cùng lúc không không thâu nhi như dòng thần lặn vào trong vùng phi xứ của hải âu với chiêu thâm vân du hạc cách mặt nước chừng vài trượng mặt nước bỗng trào sóng quẩn quẩn bên dưới hai tấm ván tròng trành lướt tới tông vào nhau rồi cả hai lại phân ra nổi bập bệnh thì bên trên người ta nghe những tiếng động ầm ầm người trên hai chiếc thuyền hồi hộp theo dõi nhưng có một quái nhân ôm cả vò rộng ngồi uống tỉnh mắt hờ hững nhìn xa xa như không có việc gì xảy ra ngọc Hào lấy nằm quái dị than sự kiên định của trưởng huynh chưa từng thấy bên kia đã hết một chiêu đầu mọi người đều thấy trưởng lực của nghe tổ ầm ầm như con rồng giữa trời nhiều lần không không thâu nhi đã xa xuống kề cận với mặt nước nhưng không hiểu sao hắn lại bay lên được cái khó của thâu nhi vừa ngoi nên lại bị trưởng ở trên đầu giáng xuống nhưng cuối cùng cả hai cùng đáp về hai tấm ván được bình yên hai tấm ván bây giờ cách nhau không đầy một trượng nếu ai đứng trên ván mà xuống trượng thì ván sẽ bị nút xuống ngay nhưng trong nháy mắt đó không không thâu nhi song thủ dùng tâm lôi trưởng đập xuống mặt nước người từ từ bốc lên nhẹ nhàng như mảnh bông phiêu giật như mây trong lúc đó nghe tổ lại búng thẳng lên không đầu và chân co lại càng lúc càng phăng tròn trên cao cả hai chân đạp không khí lao vào xuất trưởng những vạt áo của họ bay phấp phới ban đầu nghe phần phật như cờ gặp gió rồi sau đó nhường cho tiếng chiêu trưởng vang lên. Hai đấu thủ ban đầu ông dung như người thượng ngoạn, trở về sau bóng họ lẫn trong hơi nước, trong trưởng khí mờ mờ. Hai cặp chân nhấp lên nhấp xuống đến đôi mắt không phân biệt kịp, chỉ thấy đó là những vệt mờ không không thao nhi lại rơi xuống. Nhưng kỳ diệu thay lần nào khi gần đụng nước hắn lại bay lả lả lên. Ta đừng quên cái khởi chiêu lần này của không không thâu nhi dùng tâm lối trưởng vỗ xuống mặt nước để lấy đà bay lên. Khi sao xuống không không thâu nhi đã làm cho trái tim của người xem chìm lìm Và khi ngoi lên trong vùng trưởng khí người xem cũng chẳng dám thoải mái chút nào Nghe tổ biết gặp phải một nhân vật phi thường hắn giống như khinh chiêu như phong lai tự hải thủy khí hỏa vân Ai dám nói hắn không phải là con rồng còn không không Thâu nhi không biết giống như chiêu thức gì cứ bị người ta đánh bật này chun vào đánh gục xuống lạnh ngoi nên giống như người liều mạng ở chợ trực ăn vạ Giống như tên vô sỉ đuổi không đi Giống như quân mặt dày không biết xấu hổ Ở dưới nắng nước hai tấm ván kia cứ va vào nhau côm cốp rồi lại giặt ra Hình ảnh của chúng chẳng khác gì hay đấu sĩ Nhìn hai tấm ván mà chu Yến Yến rơi nước mắt Tấm ván của không không thông nhi màu xanh nước biển Nên đẹp với màu nước khó thấy Tấm ván của nghe tổ màu tím thấm dễ nhận ra Tấm ván của không không thâu nhi cứ lui dần lui dần Nếu như cứ đà đó mà diễn tiến Lát nữa đây họ sẽ đáp về đâu và không không Thâu nhi từ từ xa xuống thấy tấm ván của mình giặt ra ngoài ngót mười trượng chàng đành dùng tâm lôi trưởng đánh xuống nước người tà tà bên lên rồi đáp xuống ván một cách an toàn hai tấm ván bây giờ cách nhau hơn ba mươi mặt Thâu nhi đầy máu còn bên kia quần áo vẫn thẳng nếp phong độ ung dung tiểu thần thông đứng lên máy hãy uống mỗi người mỗi vò rượu đi rồi đấu tiếp chàng ném vò rượu sang không không Thâu nhi vò rượu đến ngay đầu chàng rồi lơ lửng từ từ chút rượu xuống Kể đến vò rượu cũng bay sang nghe tổ với điệu thức như vậy hai đối thủ khỏi mất công bê vò rượu mà làm nhọc lòng tấm ván cách biểu diễn công lực của tiểu thần thông cổ kim hãn hữu đây không phải là trò ảo thuật đạt được đến công phu này phải qua một quá trình luyện tập khổ công khổ hành không không thấu nhi uống liên tục không cho một giọt rượu nào đổ xuống nước còn nghe tổ thì uống một cách phụng về đến tự nhiên rượu xối ướt cả mặt mặc dù độ rượu từ trong hũ rót ra vẫn như nhau uống rượu xong họ lại tiếp tục đấu số rượu trong bụng họ chưa ít ra là ba bát lớn nếu họ uống đổ có nghĩa là muốn cho tấm ván không lún sâu xuống nước thì sức đề khí của họ phải nhiều hơn nữa khi hai tấm ván nét gần đến cách chừng một trượng cả hai cùng phóng người lên không 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 thâu nhi xuất chiêu tiên ông thượng tử Chẳng ngồi xếp bằng giữa không gian tay qua tay duỗi ban đầu thì chậm cuối cùng thì không ai còn thấy nữa Nghe tổ thấy đối phương triển khai dị chiêu hắn đảo người một cái Thân hình nằm ngang rồi bơi trong không khí nướt tới với chiêu linh hạc khứ lai Tiếp theo đó bên nào cũng đưa những linh chiêu dị chiêu ra để khống chế đối phương Mặt trời đã nên cao đến đỉnh đầu Thân pháp của không không thâu nhi càng lúc càng linh hoạt Những vết máu trên gương mặt của chàng Chỗ khô thì đã đen Chỗ mới vẫn còn đỏ Gương mặt đã xấu bây giờ trông càng ghê gớm thêm Bên kia nghe tổ biết mình sắp bại một cách thê thảm liền hét đến một tiếng rồi phóng răng níu gịt y phục không không thâu nhi để cả hai cùng rơi xuống nước không ngờ sẽ có việc đó xảy ra nhưng tiểu thần thông đã đoán được điều ấy chẳng làm sao tiện xuất thổ tiểu thần thông lập tức rút kiếm nhanh như chớp cắt phăng vạt áo của mình không không thâu nhi nhanh mắt thấy được dùng răng tét vạt áo ra nghe tổ nắm vạt áo rơi dẹt một đường xuống nước không không thâu nhi đáp về ván một cách bình yên chàng thong thả phóng mình về phía thuyền tiểu thần đao trương buồm cho thuyền chạy vào giữa hồ ngọc con cá mọc lặn sâu vào nước chẳng biết có ngoi đầu lên nữa không tiểu thần thông nhớ lại hồi mình đấu với lâm hầu nhi có sử dụng chiêu sở sơn tống khách lâm hầu nhi chọc quê bằng hai câu đường thi bấy giờ chẳng khét đọc nho nhỏ lạc dương bằng hữu như tương vấn nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ hồi thứ hai mươi biến cố ở hồng hoa đảo việc hải nội nghe tổ vào trung nguyên đã làm cho vo lâm xôn xao sau đó người ta nghe ngóng không có nơi nào xương phơi máu đổ nữa chừng nghe gió mười hai nghe tổ bị không không thâu nhi đã bại phải kéo về bành hồ và hẹn ngày tái ngộ chu yến nhấn trầm ngâm một hồi nói xưa nay người ta chỉ nói không không thâu nhi là tên trộm vặt không ngờ trong mắt ta không không thâu nhi đâu kém gì tiểu thần thông ngọc hà nói không không thâu huynh chỉ có cái tuổi tướng mạo kỳ dị hơn châu diện tướng quân Phạm ở đây dị tướng hữu kỳ tài Hai chúng ta lên bờ đi dạo một chút Tiểu thần đao ghét thuyền vào bờ đảo Cùng đảo nằm ở giữa hồ ngọc có cái tên Hồng Hoa Đảo Còn gọi là Hồng Hoa Trang Nơi này có toàn chân đảo quán Hồng Hoa Môn phái toàn chân một thời cực thịnh ngót trăm năm Họ có những vị tổ sư lỗi lạc như Trần Hy Di Khâu Trưởng Xuân Hiện nay là thời kỳ thất đại môn phái bị suy vi Xa suốt nhất là Võ Đăng Chỉ có thiếu lâm là giữ được mực thức của nó trên toàn cõi Trung Nguyên không có toàn chân đảo quán nào thịnh và uy tín nhiều bằng hồng hoa đảo quán. Hồng hoa đảo rộng bằng một tiểu thị trấn. Nhô khỏi mặt hồ chừng vài trượng người ta trồng nhiều loại danh mộc danh hoa. Đặc biệt những hoa cúc lan, lục mẫu đơn, quỷ. Đem về trồng nơi này thì hoa sẽ trở thành màu đỏ. Từ lâu đời đảo này là nơi thanh bình nhất ở Trung Nguyên. Trên đảo ngoài đảo quán hồng hoa còn có vài ngôi chùa cổ. Một trăm hộ dân hầu hết là những người theo toàn chân một tiểu số là tín đồ đạo Phật. Hai bên không hề có việc sứt mẻ tình đạo với nhau. Hai nàng vào dạo chơi trên đảo mua một ít thực phẩm và vật dụng cũng giống như hầu hết những chiếc thuyền sinh hoạt gần đảo này. Không khí trên đảo hôm nay có phần khác thường. Hồi hai nàng lên đảo thì ba chàng ở lại thuyền khi họ trở về vẫn thấy đầy đủ. Chu Yến Yến nói, hồng hoa đảo quả là nơi danh nam thắng cảnh. Ba vị lời biếng không đi dạo thật uổng. Tiểu thần thông hỏi, có gì lạ không? Yến Yến nói, công tử có biết vị ni tự kỳ viên và sơn môn cổ tự vị trụ trì là ai không tiểu thần thông lắc đầu chùa trên ở trung nguyên rất nhiều kẻ không giết được việc này may ra có không không thâu nhi là biết rõ không không thâu nhi cười. tạ vốn có quen với đại sư nam hướng trụ trì ngôi chùa cổ đó nam xưa đói quá mò vào đó trộm một số pháp bảo bị quan sở tại bắt vì nhìn biết những món đồ của chùa mời nhà sư trụ trì nên xác nhận Lão ấy xem qua rồi lắc đầu nói những vật này không phải của chùa và chùa cũng không mất gì cả. Hôm nay vì không kịp tắm rửa nên chưa viếng thăm chùa chẳng hay hai vị có nghe tin gì lạ. Yến Yến nói. trụ trì của kỳ viên là Diệu Vũ Sư Thái. Tiểu mọi gọi bằng cô cô, vốn là bào muội của gia phủ, người xuất gia từ hồi lên mười. Võ công của cô cô rất uyên thâm, còn nam hướng đại sư xuất thân từ Tiêu Lâm. Về trụ trì chùa này trên 30 năm, cả hai vị đạo hạnh viên mãn sư thái có bộ đạt ma chân kinh đại sư có bộ hu lao pháp hai bộ đó tuy thuộc về kinh điển nhưng trong đó có ghi các chiêu thức võ học hết sức kỳ bí hồi hôm này sư thái lẫn đại sư đều bị kẻ gian giết bằng kiếm chất máu động lại có màu tím xanh hai bộ kiếm pháp kia cũng mất luôn đạo trưởng toàn chân chủ quán đạo viện hồng hoa được mời đến xem xét tử thi lão nói hai người này bị chết bởi thanh long tuyển kiếm Yến Yến nói tiếp. Đám người giang hồ lên đảo chơi rất đông nghe lời nói đó đều bán tín bán nghi nói rằng. Long tuyển kiếm là của lục tiểu thần thông, nhân vật này suốt đời chỉ biết hành tiện. Tuy là nói vậy nhưng lời đồn đãi giang hồ vẫn nả. Thanh mi tiểu lục đã hạ sát hai nhà tu hành này để đoạt hai pho bí kíp đó. Thần đao trình thiếu lộc nói. Tiểu thần thông ngồi uống rượu suốt cả ngày không ngủ mắt lúc nào cũng mơ màng như nhớ cố nhân. Những chuyện không đâu thật là bực mình. Tiểu đệ vào rượu thủ nương lang có thể làm sáng tỏ được vụ này nhưng phải đi gấp mấy đợt. Tiểu thần đau là tay lầm lỉ, suốt tháng chẳng nói một lời. Nghe hắn ứng khẩu anh ấy đầu ngạc nhiên hỏi, làm sáng tỏ bằng cách nào? Tiểu thần đao nói, trước nhất ta đến chùa xin một ít máu khô của hai nạn nhân. Sau đó dùng thanh long tuyển kiếm trích máu tiểu đệ ngay tại vị trí trên cơ thể mà nạn nhân đã bị. Xem thử chất máu khô ấy giống nhau không để cho giang hổ biết. Thứ nữa rượu thủ tỷ tỷ nào bậc y sư lỗi lạc. Át sẽ biết loại thuốc gì pha với máu đó để cho màu xanh tím. Tiểu đệ cũng trích máu của mình ra cho tỷ tỷ tiện việc sử dụng. Mọi người đều khen thần đao chỉnh thiếu lộc là cao kiến. Thần đao và diệu thủ đều đứng lên tiểu lục lắc đầu, vô ích. Ngọc Hà tỏ vẻ sốt ruột nói. Trưởng huynh thoái thác chẳng lẽ để mình chịu hàm oan sao? Tiểu thần thông nói nhẹ nhàng, nối oan không nên biện bạch vì biện bạch là nhân ngã chưa hỉ xả vả lại. Yến Yến chụp hỏi, vả lại thế nào? Tiểu thần thông nói Rất tiếc là hai vị chưa được xem tử thi đó Tử thi đó đã liệm từ hồi đạo trưởng toàn chân vào khám xong Họ lấy cớ rằng chất máu có điều bất thường Nên người ta không dám để lâu Tiểu thần đao nói Chư huynh chư tỷ chờ tiểu đệ một chút Hắn nói xong vác đao phóng đến bờ Tiểu thần đau đến trước ni tử cắm đao ngập xuống đất Rồi vọt người vào bên trong Quả là thi hài sư thái đao liệm tự bao giờ chàng thấy một tiểu ni đang phục bên quan tài khóc thảm thiết nên quỳ xuống bên cạnh lại quan tài xong rồi hỏi đại tử mới đến viếng chùa không hiểu dư thái thác về việc gì xin ni cô cho biết tiểu ni tuổi chừng mười sáu mười bảy mặt hoa da phấn gương mặt có vẻ khôn lanh liếc nhìn thấy thiếu lộc có nghi biểu khắc thường liền nói kẻ gian đã ám toán bản sư phụ đoạt lấy bộ đạt ma chân kinh quý tử có nghi kẻ gian là ai không nắng lắc đầu làm sao biết đích xác được Ngài Pháp Sư Phái Toàn Chân là tử hư đạo trưởng cho rằng kẻ ám toán sư phụ đã sử dụng long tuyển kiếm bởi vì chất máu quánh đặc chứ không khô và có màu tím xanh. Thiếu lộc xá một cái rồi đứng lên nói đệ tử cũng cho nào vậy bởi vì long tuyển kiếm xuống nước nước sẽ có màu tím ngay. Nhưng sư cô có nghe đạo trưởng nói ai đã sử dụng long tuyển kiếm không? Nàng vừa khóc vừa nói. Đạo trưởng chỉ nói vậy thôi nhưng người giang hồ thì đồn rằng thanh mi tiểu lục chính là thủ phạm tiểu thần đau lộ vẻ băn khoăn nói mô phật sư thái vốn là bào muội của trưởng môn chu kiến nghiệp mà điệt nữ của bà là thánh nữ chu yến yến ở gần đây chưa kịp viếng thân nhân của mình sao nhà chùa cho liệm hấp tấp như vậy hai nữa lúc sinh tiền sư thái là bậc đạo đức và uy tín được nhiều người trọng vọng gặp cảnh đau đớn này cũng để thiên hạ đến chiếu bái chứ chàng toan bước ra thì chu yến yến mặc đồ tăng bước vào không hiểu bộ trang y nàng me lúc nào mà nhanh vậy Yên yến đến phủ phục trước quan tài khóc than Dạo thổ nước năng Ngọc Hà đặt mâm lễ vật lên Thiếu lộc bước ra ngoài Một đạo sĩ chặn chàng lại hỏi Chẳng hay thiếu hiệp đến đây viếng tang hay để điều tra sự việc Thiếu lộc ngưỡng nhận Nghe sư thái là người đạo đức Mà bị bất đắc kỳ tử như vậy Ai mà không đau lòng và tức tối Đệ tử đến đây mới hay việc này Chẳng hay đạo trưởng tu ở đạo viện nào Chàng vừa hỏi vừa nhận xét vị đạo trưởng này Lão ta tuổi ngoài 30 Cặp mắt sắc bén như dao người cao gầy nước da trắng mét môi mỏng dâu thưa đạo sĩ nói bần đạo vốn là người non cao đi vân du qua đây thiếu hiệp có nhắc đến thánh nữ chu yến yến chắc nào có biết nàng ta biết vậy là biết luôn thanh mi tiểu lục có biết đạo sĩ cởi nhẹ thiếu hiệp mấy chừng ấy tuổi mà lịch lãm giang hổ quá chẳng hay hiện giờ tiểu lục ở đâu chẳng đáp nếu mà có tiểu lục ở đây thì không ai dám nói người ấy ám toán cả đạo trưởng còn việc gì hỏi nước không Đạo sĩ vẫn trở giọng thành khẩn nói Ở đây đông người khó tâm sự mời thiếu hiệp ra ngoài kia Hai người ông dung bước ra ngoài Đạo trưởng vừa đi vòng nở nụ cười khó hiểu Ra khỏi cổng chùa thấy nhiều kẻ giang hồ bu quanh thanh đao cắm xuống đất khi nãy Nhiều kẻ ý tài tới nay nắc để nhổ đau nhưng vẫn không nhúc nhích Thiếu lộc hỏi Đạo trưởng có điều gì chỉ giáo đệ tử Đột nhiên đạo trưởng đưa tay chộp lấy quyển mạch của chàng Nhưng nhanh như chớp chàng lật tay chộp lại Cuối cùng không ai chộp được ai đạo trưởng nhảy ra ngoài thủ thế nói thì ra ngươi là một cao nhân đi chung với cả tiểu lục lời nói chưa dứt đã xuất chiêu hữu hương vô hoa tức có thật mà không có danh ý nói một cao nhân chuyên làm những việc mở ám Trận lực của lão ta phát ra ào ào như cuồng phong thiếu độc lập tức xuất chiêu mãn thiên vân vũ tức đầy trời mưa gió ý nói việc sờ sờ đó tại lão không chịu nhận thấy mà thôi chiêu trưởng va nhau ầm ì tạo thành một trường não nhiệt trước cổng chùa qua chiêu đầu không có sự phân biệt về ưu lực Đạo trưởng xuất kiếp chiêu tàn hoa mãn quả Tức hoa tàn sinh trái Ý nói sự thật trước sau cũng lộ ra Song thủ của lão đánh ra như mưa gió Ngũ chỉ lúc xếp lúc xòe Thiếu lộc thấy trưởng pháp rất điêu luyện Liền xuất chiêu khổng tức vũ xuân Con công đón mùa xuân Ý nói ta vẫn vui vẻ vậy thôi Thần pháp đôi bên quay mổ Người ta đứng bên ngoài ai nấy đều trầm trồ Khen thiếu lộc trẻ tuổi tài cao thực tình chẳng rộng cho đến một nửa về kiến thức võ học của mình đạo trưởng sử dụng tuyệt chiêu phùng trần tắc khí gặp cuộc vui là cứ chơi cho đá trưởng này nó xuất hết mời thành công lực nhanh như chớp trình thiếu lộc sử dụng chiêu tức tự mình khám phá đó là long tuyệt thần chiêu chàng phóng người lên cao xong trưởng đồng xuất một lúc tiếng sấm nổi lên ầm ầm đạo trưởng bị lui lại ba bốn bước bây giờ đạo trưởng biết mình đã gặp cao nhân giỏi nên không cần giữ lễ trưởng bối nữa Tuốt kiếm ra xuất chiêu tránh khí tịch tả Người có chính khí sẽ tiêu diệt được bọn tà ma Thiếu lộc lách mình tránh chiêu đó cười nhạt hỏi Đạo trưởng muốn tử chiến hay sao mà dùng kiếm Lão cười lạnh Ta muốn giết ngươi Thiếu lộc nói Giết một người vô tội mà dám xưng là tránh khí tịch tả Tài hạ cho rằng đây chẳng qua là sự học khỏi Còn nếu ngài muốn đấu sống chết thì phải báo danh Lão đạo sĩ thấy thiếu lộc không có vũ khí trong người Lão liền mạnh dạn nói ta là đệ tử của tử hư trưởng lão tên là trường thiên đạo trưởng còn ngươi trình thiếu lộc nghe não sưng mà giật mình đệ tử mà võ công như vậy thì sư phụ còn cao thâm đến bậc nào nữa chẳng đáp tại hạ là nhi tử của trình bá vạn tên là trình đại công tử tiểu thần đao bắc cương tuyết xuân lan ông chi đệ tử thiếu lộc chàng cố ý nói cái tên khó nghe và quái gở như vậy để đối phương và mọi người khó nhớ lão cười may mỉa mới chừng ấy tuổi đã phách lối rồi thảo nào chẳng theo đám ăn cướp đỡ này lão xuất tiếp chiêu du thâm nguyệt quật lão phóng ra một đường kiếm mù mịt rồi thọc sâu vào sức kiếm phóng ra kêu veo véo thiếu lộc lách mình ra khỏi chiêu kiếm một cách khổ sở nói chờ tài hạ đi nấy vũ khí nhiều người bên ngoài cũng nói đạo trưởng nam như vậy là không công bằng nhưng đạo chẳng đếm xỉa gì lời nói bên ngoài cứ sách kiếm đuổi theo thiếu lộc thiếu lộc vẹt người ra chạy đến nhỏ thanh đao lên đi vun vút vài đường nổi gió khiến đạo trưởng phải lui lại thiếu lộc vác đao bỏ chạy thiếu lộc chạy khá xa cổng chùa ngoảnh lại thấy tên đạo trưởng ấy đuổi theo phía trước có một toán trưởng bảy đạo sĩ chặn đường chàng dừng lại chống đao đẩy. thiếu lộc phải chạy là mục đích dụ lão đạo sĩ ra đây nắm đầu lão để khai thác việc này còn lão đạo sĩ đuổi theo là cố ý phải giết chàng và nếu như vậy thì đám đạo sĩ hồng hoa là thủ phạm bọn chúng thấy thiếu lộc dựng đao và đứng sừng sững như một vị thiên thần chúng e dè không dám tiến tới chỉ vây quanh và nhích dần từng bước lại nói chú yến yến lấy trong tay nảy ra một bộ tang phục của muôn phái cổ mộ mà nàng đã giấu từ lâu mục đích là trước đây nàng trà trộn vào đám cổ mộ để điều tra sự thật về già nam sư thái bị giam giữ nơi nào nay có việc cần đến viếng cô cô của nàng bèn lấy ra đem dùng yến yến và ngọc hà đi rồi không không thâu nhi nói với tiểu thần thông ngươi có biết gì về viện chủ hồng hoa viện quán không tiểu thần thông nói chưa gặp nhưng có biết hồng hoa viện chủ chính là tử hư sư trưởng một người hết sức là tinh tế nổi tiếng ôn hòa và độ lượng Gốc không phải người võ đăng Tử hư và bao la đạo trưởng Cùng nhận một đạo sĩ người phù tăng làm sư phụ Phù tăng đạo sĩ chơi rất thân với tiền trưởng môn võ đăng Trước khi não về phù tăng Bao la mới được đưa vào võ đăng làm đạo sĩ Vì đạo sĩ phù tăng dốc khiết của cải thế lực Để mua chuộc phái võ đăng Vận động đủ mọi cách cho vị trưởng môn kế tiếp Phải là bao la đạo trưởng Không không thông nhi nói dùng tiền bạc thế lực để khuynh loát việc tu hành thà là người trong bổn đạo thì người ta chỉ cho đó là sợ tranh giành quyền thế còn việc này chắc chắn có một âm mưu to lớn tiểu thần thông nói tiếp một mặt nữa vị phù trang đạo sĩ vận động cho tử hư vào hồng hoa đạo quán với danh nghĩa là đạo trưởng phái võ đăng tử hư tài hoa bạch thiệp võ công cao siêu chinh phục hầu hết những người của đạo quán vài năm sau tiền viện chủ hồng hoa đạo quán tả thế lão ta được cử lên làm chủ viện Bắt đầu từ đó Hồng Hoa Đạo Quán được nhiều người giang hồ biết đến. Đạo Quán trấn hưng đạo Pháp, cứu tế sinh linh, bảo trì giới luật, phát huy võ công đặc biệt nhất là phát huy việc tịch cốc mà không chịu luyện kim đan. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có vài lần nhờ những cải cách mới và thực tế. Tử hư là một đại đạo gia tiềm tu mặc ẩn nhưng vẫn được những bậc đạo đức trên giang hồ biết đến và kết thân. Không không thâu nhi vùng đứng lên nói Bổn công tử có việc phải đi, nó quái ngươi hãy ở lại đó chờ. Tiểu lục nói, đừng nóng nảy thế rượu thổ nữ năng của ta về y học không sánh lại còn võ công của lão ta đã luyện qua khỏi giới hạn Hula la thần công Ngoãn công, thiết công và đang bước vào Quái kim cang công chứ không phải như bao la tham danh trục loại một cách tầm thường. Cuối cùng bị phế võ công trên đất miêu mang đầu máu trở về bắt đầu làm lại cái kiếp của một ấu trùng vừa thay vỏ. Hắn vừa đi vừa đáp, ta hiểu. Hồng hoa đảo quán xứng đáng là nơi tụ họp của các loại danh hoa màu đỏ. Chưa nơi nào có phong cảnh u nhà như nơi này Mãn viện lý đào Bách ban hoa thảo Bách xích mộc Tu thời hoa điểu dị thú Vẫn có hưu lộc điểu ly ở vườn thượng uyển Vẫn có oanh loan hồng hạc khi đậu khi bay Bất kỳ lúc nào cũng có du khách đến viếng Một vị công tử ăn mặc sang trọng Chỉ nhìn qua bộ dáng đổ biết là tay ăn chơi sảnh điệu Đi với chàng có một cặp doanh nhân Cũng có một tiểu đồng mặc y phục xanh quẩy cháp chàng vào đại điện lễ bái tam thanh đọc một nhã huỳnh đình thắp hương bái vọng hoàng đế và lão quân tây vương thánh mẫu trấn nguyên chân, chân võ toàn chân thất tử nơi nào có bàn vọng chàng đều bái này nhưng nếu ai đối diện với chàng sẽ thấy chàng giống như ngợm chứ không phải người lễ bái và đặt lễ vật xong chàng bước ra ngoài dạo xem cảnh đạo bỗng một tiểu đồng chạy ra chắp tay nói thưa tôn ông viện chỗ cho mời ngài vào xơi nước không không thông nhi chỉ chờ có vậy nhưng chàng còn đánh đoạn tâm lý không không tiểu đồng vào thưa với viện trưởng bổn đạo không dám phiền người cứ để ta tự nhiên chàng nói rồi mỗi tay kéo mỗi nàng thong thả đi tới chàng vào nà dạo cảnh nhưng vẫn chú ý đến mọi diễn biến chung quanh nhất là sở thâm u của các liêu cốc tuy chàng không quay lại nhưng vẫn biết phía sau có bao nhiêu cặp mắt theo dõi không không thông nhi đi tới vườn lộc uyển giữa vườn có một ao sen theo dạng hình bắn nguyệt xây cao đến ngang bụng đường kính rộng hơn 10 trượng bờ hồ xây kín bằng đá có nghĩa là nước hồ được phun lên từ đáy hồ chàng đang lấy nằm nạ về cách kiến trúc của hồ thì một đạo sĩ bồng kiếm lại nói xin bổn đạo thông cảm liên trì này có lệnh cấm người ngoài đến viếng vì trước đây có người phá phách thảy thuốc độc xuống suối cá không không thâu nhi vờ ngạc nhiên nói ái chả xin lỗi xin lỗi kẻ nào nghịch một cách vô lý vậy có thể nào bọn thạ hạ sang lầu nghênh tiên bên kia được không đạo sĩ nói cũng không được Không không thâu Nhi nói Năm trước thời hạn đến đây muốn thăm viếng nơi nào cũng được Năm nay thay đổi rất nhiều Đạo sĩ nói Bọn đạo cũng không hiểu được ý của viện chủ thế nào Đó bổn đạo xem Lầu anh phải rào ba lớp Mọi khi đến ngày sóc vọng Lầu làm lễ cầu tiên thật là vui nhộn Không đầy nửa năm lại đây nghe nói lầu có yêu quái Lâu lâu viện chủ phải thi phù chấn quỷ Nên đàn cúng tế giữa trời ban ngày có ba người canh ban đêm cũng tăng cường đến bảy người nhưng đêm rông gió bão tố Sợ canh phòng càng kỹ hơn nữa không không thâu nhi bước ra ngoài dĩ nhiên các du khách kia cũng vậy chàng đi không được bao lâu một tiểu đạo bước tới lễ phép nói viện chủ cho mời đạo hữu vào dùng trả chàng đáp ngay đệ tử đi với hai nữ hữu đến đấy em mất thanh tịnh của viện chủ chăng không sao không sao ngài viện chủ cho mời hết vào không không thâu nhi đưa ba người của mình vào Tử hư đạo trưởng đón trang rất lịch sự Tử hư người rong rỏng cao da trắng đẹp Mặt mày dạng giữa như trăng rằm Mắt nhỏ mày dài tướng mạo thoát tộc Mới gặp người ta ngầm có phần kính nể Hai bên thi nễ xong phân ngôi chỗ khách mà ngồi Không không thâu nhi nói Cũng vì cái thói mê thú yên hả Nên đệ tử lạc bước tới đây Thành ra làm phiền đạo trưởng xin ngài thứ cho Lão nói Bần đạo năm đạo hữu người có căn cơ với giáo lý Huỳnh Đình nên mời nhấp chén hồng mai thưởng thức chút đạo vị vậy mà lão nói rồi rót làm bốn chén nhỏ hai thiếu nước đứng bên khép nhép thưa mời đạo trưởng và công tử tự nhiên tiểu nữ thích phong cảnh bên ngoài hơn đạo trưởng lịch sự nói vậy thì xin tự nhiên không không thu nhi bưng chén hồng mai nhấm nhấp một chút rồi gật gỗ một trường thanh tịnh say mùi đạo hai chữ vô vi lánh thị thành nhấp chén hồng mai vui gió mát ngâm câu vân hạc thưởng trăng thanh đệ tử ước gì ngày sau có dịp thanh dục lòng mình xin về đây ngâm câu yên thủy dắt bầu cản khôn tử hư đạo trưởng cười rộ một tràng sảng khoái nói đạo viện lúc nào cũng mở cửa chờ đón à sáng nay công tử có ghé lại ni viện cổ tự để viếng chưa chẳng đáp trên đường đến đây phải qua những nơi đó trước đệ tử nghe nói hai nơi đó bận việc tăng lễ nên phải hiện dịp khác công tử có nghe ai nói gì về cái chết khá bi thảm của hai vị đại đức ấy không có nghe nhưng làm gì được bây giờ công tử nhận định gì về cái chết đó chàng hờ hững nói khách sang hồ bàn tán mỗi người mỗi ý hầu hết hỏi tin lời của đạo trưởng nói là nghiêm túc còn đệ tử không có thẩm quyền không không thông nhi tìm cách khai thác lão nhưng không được gì chén trà hồng mai không biết có độc trăng nhưng chàng đã đề phòng chàng tự tạ ra về nhắc lại tiểu thần đau thấy bọn đạo sĩ càng lúc càng bó chặt vòng vây Lòng rất ái ngại vì phải chém giết nhiều trên một tiểu đảo vốn ngàn năm không có đổ máu. Lúc bây giờ người giang hồ kéo ra rất đông cũng có cả các nhà tu hành. Người tu hành thì bênh vực người tu hành còn những người giang hồ đa phần tự thủ bằng quan. Chỉ vài người chen vào sắt cánh với tiểu thần đao. Bây giờ thiên lực lượng mình đã vững tên đạo sĩ khi nãy nói. Quát con, thần thông của ngươi đâu hay dở ra xem. Tiểu thần đao vẫn lặng thinh nhưng một người trong đám giang hồ nói. Hai nhà sư chết một cách bí mật trên cái đảo không đầy bộm tay này. Cọ lưng chỉ có tăng và đạo, hai bên đều rất giỏi võ nghệ. Còn du khách chỉ là những kẻ qua đường, dù kẻ mắt thịt cũng hiểu được cái chết đó gây ra từ đâu. Thế mà họ lại không một chút xót xa chỉ lăm nghe giết người để đánh chống lặng. Sao mà vụng vẻ thế, này bọn ăn lá kia. Các ngươi có thần thông gì cứ trổ hết ra cho lão xem. Lão đạo sĩ bay tới, ảnh đao vung lên cái đầu rơi xuống, thanh đại đao đưa lên rồi dựng xuống trong nháy mắt anh ấy đều kinh khiếp. Tiểu thần đao thấy không ai dám vào nữa liền kéo dê bước từng bước hướng về ni tự kỷ viên. Đám tu hành la ó rồi từ từ bước theo sông tới thì chúng không dám. Bỏ đi thì chúng không bỏ, tiểu thần đao thấy chúng cứ lại nhảy. ngửi sung vác đao bước lại, bọn chúng ba chân bốn cẳng mà tẩu tán. Thần tao đến trước cửa chùa thấy Yến Yến và Ngọc Hà trở ra, mắt Yến Yến vẫn còn đẫm lệ Ngọc Hà hỏi bọn chúng gây sự gì với hiền đệ phải không đệ mới giết có một tên khi giao lẽ rồi thì dù có ngàn tên cũng phải rụng đầu dưới nơi đau này hai vị tỷ tỷ cứ việc đi trước việc này giao cho đệ xử trí hai nàng thẳng nhiên đi tới tiểu thần đau đi cách xa phía sau chợt có người lên tiếng tử hư đạo trưởng đến đó chu yến yến và ngọc hà đứng lẫn trong đám đông để xem diễn biến tử hư đạo trưởng đi đầu ba bốn chục tên vừa hòa thượng đạo cô ni cô theo sau mặt ngày nào cũng đầy sát khí còn bên giang hồ ngoại tiểu thần đao ra có bốn năm người giang hồ khác trong đó có một tiểu nữ giang hồ tuổi chừng mười lăm mười sáu tay cầm ngang thanh kiếm nhất mặt có vẻ cương quyết lắm đạo trưởng và thiếu lộc đã thấy nhau từ xa họ bước tới từng bước hướng về nhau tưởng chừng như họ là hai đối thủ của nhau từ bao giờ hai bên đứng cách nhau hai trận, tiểu nữ hiệp bước lên đứng ngang với thần đao đạo trưởng tử hư nhìn chăm chăm vào mặt trình thiếu lộc hỏi phải chăng thiếu hiệp là tiểu thần Đao Trình thiếu Lộc chàng đáp, không dám chính là tại hạ. Lão hỏi tiếp: "Có gì thiếu hiệp giết người của bẩn đạo?" Hắn đáp: Tài hạ không ở đây để làm những việc vẩn vơ đó." Thế thì ai giết? Chàng nói: "Người ấy tự sát." Sao có nhiều người tự sát như vậy? Nói cho lão rõ hơn, ai đón đường tạ đều tự sát xin tránh đường. Thế nào không nhúc nhích tức thì ảnh đao chớp lên, cả hai cùng mất bóng tiểu thần đao trổ thanh long tam tuyệt thần chiêu với chiêu đầu là long chiêu không biết tử hư đạo trưởng trổ chiêu thức gì đã ngăn được ảnh đao một cách có hiệu lực đây là lần đầu tiên đối với tiểu thần đao kể từ khi ở miêu vẻ có người đỡ được một trong ba tuyệt chiêu của chẳng đạo trưởng hơi biến sắc ngoài khi hai thiếu nữ bước vào đó là ngọc hà và chu yến yến nói về võ công của ngọc hà vì nàng được tiểu thần thông xem như bảo muội nên đã đem gần hết tinh hoa võ học truyền thụ lại cho nàng nàng rất giỏi về y thuật nên cũng đã tự mình điều chế những loại thuốc để làm tăng hỏa hầu. Tóm lại võ công của nàng cũng khó kiếm ra tay đối thủ. Yến Yến và Ngọc Hà đứng kèm hai bên thiếu nữ này họ không hỏi gì nhau. Vì không khí quá khẩn trương nhưng ý của hai nàng là bảo vệ tiểu nữ hiệp vì việc nghĩa mà chả cần biết trời cao đất dày là gì. Tử hư đạo trưởng điềm đạm nói quả không hổ là tiểu thần đao. Bần đạo muốn thỉnh giáo thiếu hiệp vài chiêu trưởng chẳng nói. Tài hạ không ở không tránh đường cổ kim cho ai mất lịch sự như hắn trên nguyên tắc khi đối phương thách đấu người ta không dám đấu tức là nhận bại như ý của thần đao nếu là đấu sống chết thì nề hà gì chẳng hay kiếm hay đao nhưng hắn sợ giết nhiều người nên không muốn đấu chỉ muốn đi nên cũng có thể nói không ai lịch sự bằng hắn nghe hắn khước từ như thế đạo sĩ rất tức giận đạo sĩ chốc người bay lên bổng thấy giữa trời như có áng mây chiếu những tia hào quang rực rỡ không phải một đám mây mà là hai đám mây tiếng đao kiếm va nhau Tiểu thần đao trình thiếu lộc sử dụng ma chiêu đệ nhị tuyệt Hai đám mây lướt qua lướt lại trên không Phân tích ở điểm này ta thấy trọng lượng thanh kiếm chỉ bằng một phần mười trọng lượng thanh đao Mà thiếu lộc chân vẫn bổng đất đủ biết môn khinh công của chàng cao dẻo đến bậc nào Lão đạo sĩ đang phiêu hốt trên không nhắm không thể xông vào giữa vùng đao ấy được liền xẹt đến toan bắt một trong ba thiếu nữ kia còn Thiếu Lộc biết được ý định của lão nhưng chẳng mỉm cười biết rằng lão sẽ hớ, nên chẳng đáp xuống ngay giữa đám tu hành kia, và tiên đạo sĩ trung niên trên áo có gắn hoa hồng đều bị Thiếu Lộc vớt bay đầu. Đám tu hành sợ quá la hét bỏ chạy tứ tán. Nhắc lại Tử Hư bay đến, Ngọc Hà đoán được nên phóng người lên với một chiêu kiếm tuyệt vời châu nhi phục thủy, sợ tuần hoàn của nước có ý đuổi Tử Hư về lại chỗ cũ, tiếng kiếm khua reng reng trên không trong lúc ấy lão ta thoáng thấy đám đệ tử của mình một số bị bay đầu lão không còn lòng dạng nào lên đáp về chỗ cũ thì bị thiếu lộc phạt ngang một đao lão cắn răng đưa kiếm ra đỡ thanh kiếm chịu không nổi sức mạnh của đao nên đã gãy bật đi từ hư đạo trưởng phi thân mất dạng thiếu lộc vòng tay chào cảm ơn mọi người giang hồ rồi bước lại nói với thiếu nữ lạ mặt rất cảm kích tấm lòng hào hiệp của tiểu thư xin cho biết cao danh để có dịp đền ơn tri ngộ đúng là vì thiếu hiệp mới lớn chưa từng việc xã giao nên có lời rất khách sáo tiểu nữ mỉm cười trước mắt nói tiểu muội không có cao danh chỉ có tên là châu khanh khanh nàng muốn nói thêm nhưng thiếu lộc đã đỏ mặt bỏ đi mất dạng hồi thứ hai mươi sáu cạm bẫy trên du thuyền có năm vị tài tử giờ lại thêm một tiểu cô nương nhập tịch nàng ấy là châu khanh khanh theo lại của khanh khanh nàng thuộc phái hằng sơn đệ tử của huyền như sư thái vì cái tội can sư thái đừng tham gia với Diệp Kháng Thanh nên bị trục xuất khỏi sư môn. Võ công của nàng đối với nam vị này thì chưa đáng vào hàng đệ tử. Nhưng tính nết của nàng thì ai cũng mến và nhất là cái nhan sắc ngọc ngà múm mím của nàng. Trình Thiếu Lộc không thích sự có mặt của Khanh Khanh ở đây. Nhưng đã có hai vị tỷ tỷ bảo bọc nên chàng không dám phản đối. Tiểu thần thông phân công Yến Yến và Ngọc Hà cố gắng dạy võ cho nàng. Hôm nay ba nàng vào đảo như thường lệ trước để nghe ngóng tin tức. Sau mua một ít thực phẩm, trở về Yến Yến với gương mặt thiểu não nói. Lão gia đã đến đảo rồi. Người có gặp tử hư, lão đạo trưởng trời đánh này quả quyết diệu vũ sư thái và nam hướng hòa thượng bị hạ sát bởi long tuyển kiếm. Tiểu lục cười cười. Trưởng muôn giữ thánh nữ lại bảo Ngọc Hà và Khanh Khanh về thông báo lại cho tài hạ đến gặp lão ta. Yến Yến chớp mắt nói, quả vậy nhưng thánh nữ lợi dụng lúc nhà chùa làm lễ hỏa táng mà chuồn về đây đúng là tiểu thần thông tiểu muội về đây là không muốn não ra phải bị giết thảm không muốn công tử sẽ bị khó xử không muốn tiểu muội ở trong sự tranh chấp giữa đôi bên tiểu thần thông và chư vị là những người thông minh xin giúp dù một ý kiến tối diệu tiểu thần thông vẫn cười một khi người bị nghi mà tìm cách tránh né ắt sẽ bị nghi thêm vì vậy tài hạ sẽ đi gặp lão ta mới được yến yến hốt hoảng nói nếu vậy công tử giết tiểu muội trước rồi hãy đi Tiểu thần đao nói Tiểu đại vào gặp trưởng môn nói trong vòng 3 tháng nữa Đại huynh tìm ra tung tích thủ phạm Rồi sẽ đưa thủ phạm đến gặp lão ta sau Có người hỏi Nếu lão ta không chịu đợi Đã nào biết sợ những người thiếu đức Chỉ thương chu tỷ tỷ mà thôi Không không thâu nhì nói Tiểu quái ngươi đi không xong đâu Ta sẽ có cách để lão ta tin Với điều kiện gì mới được Yến Yến hỏi Tiểu lục cười cười lấy long tuyển kiếm đưa cho không không thâu nhi. Không không thâu nhi hăm hở vác kiếm vào đạo. Yến Yến vẫn không hiểu được lòng cứ thắc mắc. Ngọc Khả nói. Trưởng huynh đã dự đoán việc này phải xảy ra. Nên tiểu mợ có chế một loại thuốc khóa huyết. Lấy một ít xoa vào giấy. Khi không không thâu nhi vào gặp môn chủ Dùng long tuyển kiếm trích huyết mình ngay tại lồng ngực. Máu đỏ nhỏ vào giấy đó sẽ không bao giờ sánh đặc. Không không trở thành màu tím xanh. Rồi hẹn với môn chủ đến ngày tìm ra thủ phạm và đó là toàn bộ kế hoạch của tiểu thần thông chu yến yến khẽ thở ra nói gia phụ có tính cố chấp còn tiểu thần thông và chư vị thì tính độ lượng nếu tiểu thần thông là ai khác thì gia phụ và tiểu mới đã bị hạ sát từ lâu rồi tiểu thần thông nói không hẳn là vậy ngày sau thánh nữ và huyền môn chủ sẽ nắm giữ một vai trò quan trọng của võ lâm trường vài khắc sau không không thâu nhi trở về cười híp mắt nói khỏi tốn một giọt máu mà việc vẫn xong yến hiến hỏi sao mà tài vậy hắn nói dĩ nhiên không không thô mỗ phải tài hơn huynh đệ của lão khoái vậy mà không có được một hồng nhan chi kỷ nào khi cần làm cảnh một việc gì đó cứ đi mướn các nàng mãi thôi châu khanh khanh bỗng sặc cười tiểu muội biết kế hoạch của lão huynh rồi năm người kia thoáng ngạc nhiên nhưng tiểu thần thông nói thì ra là kế hoạch đó ngọc hà yến yến thiếu lộc đều nói hiểu rồi hiểu rồi cả bọn xúm lại cười ha hả số là lời châu khanh khanh nói không không lão huynh vào gặp môn chủ phân trần giết người bằng long tuyển kiếm rồi lão huynh trao long tuyển kiếm cho môn chủ bảo hãy tự cắt máu mình nhỏ vào tờ giấy trắng nếu quả như lời tử hư đạo trưởng thì cả bọn này sẽ đưa đổ cho lão ta chặt con nếu như không phải môn chủ không dám cam đoan nên nhận điều kiện trở phúc đáp và lại môn chủ cũng từng biết tài nghệ và ân nghĩa tư cách của tiểu thần thông hơn nữa chu tỷ tỷ đang sống với tiểu thần thông lẽ nào lại không biết hành động của thần thông không không thôi nhìn nói a đầu này ngày sau là một nữ quái tiểu quái thần đao người dẫu có đoán chúng cũng phải chậm hơn a đầu này một nháy mắt thiếu lộc chửng mắt nhìn khanh khanh đừng lên mặt bị ăn đấm có ngày đó ngọc hà nói tiểu công tử đền ân chi ngộ cho tiểu cô nương bằng cách đó sao thiếu lộc đỏ mặt xấu hổ bỏ lui sau lái ngồi một mình thâu nhi nói tại hạ vừa tìm thấy một lối vào liên chỉ của hồng hoa đạo quán bằng con đường ngước dưới hồ này đêm nay tại hạ sẽ theo ngả đó mà vào rồi cũng từ ngõ lên chỉ theo con đường ngầm khắc qua đến lầu Hưng Tiên, quyết lấy cho được hai pho bí kíp kia, nắm đầu tử hư cùng bao na khiến đang luyện phụng trộm. Tiểu thần đao nghe chuyện hấp dẫn liền chạy tới tham dự. Tiểu thần thông khen kế hoạch của ngươi hay đó. Chú Yến Yến vội rót một ly rượu chúc mừng. Mừng cho không không thâu huynh tìm một con đường rút ngắn thời gian. Ai cũng rót rượu mừng hắn chỉ trừ tiểu thần thông. Không không thâu nhi đắc ý nói. Lâu lắm mới được lục nó quái khen một lời. Tiểu lục nói Theo chỗ tại hạ biết Trên lầu nghênh tiên có dán một tấm giấy để mấy chữ Lầu này là nơi trôn xác của thanh mi tiểu lục và không không thâu nhi Người dám đánh cuộc với ta về mấy chữ đó không Ai nấy đều sững sợ Chưa bao giờ tiểu thần thông đại ngôn hay ngụy tạo Lần lầu đó họ đặt sẵn chất nổ từ khi thuyền vừa mới đến đây Nói đúng chính đám tiểu lục là những người đã giết hai nhà tu hành này Vì sao? Vì kẻ kia muốn gán vụ án oan này cho bọn tiểu lục nếu tiểu lục không đến đây thì không có việc gì xảy ra tiểu lục nói tiếp đừng tưởng rằng đám đạo sĩ kia không mê gái không có kẻ say đắm các nàng ni cô và những ni cô không say đắm đạo sĩ tử hư đạo trưởng là người thâm trầm lẽ nào làm việc nông nổi như vậy không bao giờ cho bao la đạo trưởng phục hồi vô công ở đạo quán đó sẽ không bao giờ có mặt tử hư ở ngân tiên nậu chúng ta trở lại vấn đề nghe tổ người từ bành hồ sang Bành Hồ và phố Mẫu Thạch Đảo hầu hết là người phủ tang. Sư phụ của Tử Hư là người phổ tang. Lão ta chính là quận vương Điền Tử thôi. Tuổi chưa tới thất tuần, Tử Hư và Bao La sống ký sinh ở Trung Nguyên và làm công cổ cho lão ta. Tài hạ là người phế vô công của Bao La là kẻ thù chính của Điền Tử thôi. Sách lược và giết người là do Tử Hư làm. Nhưng hiện tại hai bộ bí kíp đó nằm trong tay Điền Tử thôi rồi. Bao La cũng có mặt ở chỗ họ Điền. Nghe Tiểu Lục nói mọi việc hơi nóe dần một chút ánh sáng yến yến hỏi. Hiện giờ Điền Tử Thôi ở trên thuyền nghe tổ và đang trở về Biển Đông. Tiểu Lục thong thả nói. Con đường ngầm ra vào dưới hồ này là chạy thẳng đến niên chỉ đại hơn một dặm. Chỉ có những người giỏi vô công như chúng ta và những người luyện phép nhẫn thuật mới ra vào được. Con đường ấy dành cho Điền Tử Thôi và Tử Hư. Một nhánh quang ngânh tiên nổ và một nhánh vào phòng Tử Hư. Hai nhánh này còn đang hoạt động là để chờ ta vào chàng đưa mắt nhìn mọi người nói tiếp mọi chuyến đi vào trung nguyên của dòng họ phương hiếu giờ đổi thành hải nội đều có tuyên thệ không tạo được núi sương sông máu ở trung nguyên thì không về bành hồ việc này chắc chắn quý vị từng nghe nghề tổ rơi xuống nước và lặn đi tức là về bên thuyền chính không phải là huyết chu mà là một lâu thuyền để gặp điện tử thôi bởi vì mùa này là mùa đông đẩy sóng gió nếu không phải là đại lâu thuyền không thể vào đất liền được Chiếc lâu thuyền ấy rời đảo này vào lúc đã lấy xong bộ sách. Ngọc hồ rộng đến 500 dặm vuông có hàng trăm lâu thuyền. Ai để ý thuyền nào của chúng? Ngọc hà hỏi. Dòng họ phương hiếu đời, đời là trung thần mới sinh thảm án yến tặc quán vị. Và đám hải nội tuy giết người bờ bãi nhưng họ có bản chất hào kiệt. Hơn nữa ngạc tổ vẫn chưa chết sao nghe tổ lại chịu liên kết với điện tử thôi. Như vậy chẳng lý bọn chúng tự hạ uy danh của mình sao? Tiểu lục nói. Trước khi họ vào đây họ nắm chắc tình hình Trung Nguyên rồi. Những tên như Diệp Kháng Thanh, Bao La và mấy vị trưởng môn đã bị chúng ta trị rồi. Tất nhiên họ sẽ biết chúng ta là ai. Vô công thế nào, thủ kiên đất thủ nọ. Hai bên hợp tác với nhau là chuyện bắt buộc. Bây giờ chúng ta nhỏ neo là vừa. Thuyền neo bên gành đá tách rời hẳn đám đông một khối sinh hoạt lớn của các loại thuyền. Tiểu thần thông đi tới đi nuôi với dáng suy nghĩ rất lung. Ngọc Hà lo lắng hỏi. Trưởng huynh có điều gì khó xử? chàng chưa trả lời câu hỏi đó một nát như giật mình chàng hỏi hai vị dạy võ công cho khanh khanh nay đến đâu rồi? yến yến nói khanh khanh rất thông minh võ công của khanh khanh hiện nay hơn hẳn tiểu muội vào năm rồi không bao lâu nữa nàng ta sẽ trở thành một cao thủ ngoại hạng khanh khanh cúi đầu nói tiểu muội không dám đó là nhờ công ơn dưỡng dục của chư huynh chư tỷ tiểu thần thông nói không không thâu nhi đi đến giờ này chưa về thì việc quá khẩn trương. Ngọc Hà phải đi tìm cho ra không không thâu nhi. Yến Yến vào chợ mua lương thực dự trữ nửa tháng ăn. Khanh khanh cầm toan này đi mua thuốc. Đừng thiếu một vị nào cả. Tại hạ đi điều tra các lâu thuyền kia. Tiểu thần đao có ý không vỏ lòng nói. Sao tiểu đệ không được phân công việc gì? Tiểu thần thông nghiêm giọng. Đừng tưởng giữ thuyền không phải là công việc quan trọng. Hơn nữa tiểu huynh đệ đi đâu cũng bị người ta chú ý thanh đại đao cổ để lúc nào cũng kè kè bên người thì không thể nào nắm những việc bí mật được. Khanh khanh mở to ra xem, khẽ cau mày, Ngọc Hà xem qua nói. Năm vị này học lại nằm hỏa dược, bốn vị này hòa lại nắm thuốc chống thổ tả say sóng. Kiểu thần thông ngoắc đỏ lại cho mọi người vào bờ. Lên bờ xong anh ấy đều lo công việc của mình. Kiểu thần thông đi theo bờ hồ, mắt đăm đăm nhìn hết thuyền này đến thuyền khác lòng có vẻ tư lự chợt có bốn năm người xuất hiện tất cả đều bao mặt cũng mặc một sắc phục hỏi Người có phải tiểu thần thông thanh mi tiểu lục không chàng lắc đầu các vị nhìn lầm rồi tại hạ không phải tên người đó mấy tên kia ngơ ngác nhìn nhau một tên ra lệnh cứ hạ sát tức thì năm thanh kiếm cùng một lúc chém bổ vào chàng khí thế thật là hung hãn đây không phải là ngũ kiếm trận bởi vì mỗi người đánh ra mỗi chiêu khác nhau Tiểu lục hộp người vài cái tránh khỏi, bọn chúng lại tiếp tục xuất chiêu tấn công. Trong đó chẳng nhận thấy một tay kiếm thật lợi hại. Mỗi chiêu hắn xuất ra như có mưa có gió, tiểu lục nhanh như chớp đoạt một thanh kiếm trên tay một tên. Chàng cùng bốn tên kia hỗn chiến. Tiểu lục xuất chiêu quỷ vọng u minh. Ba tên tầm thường bay mỗi người một cánh tay. Tên còn lại nhảy ra ngoài cởi gần. Tiểu lục, ngươi vì sợ để lộ tung tích nên bỏ hai thanh kiếm báu lại thuyền. Hôm nay ngươi gặp ta, âu đó cũng là số mệnh. Hắn nói vừa rút lệch người qua một bên rồi dùng chiêu thiên thai khước tái. Sức kiếm không thể nào tưởng tượng được. Kiếm khí tuôn ra nhân nước cuốn hoa bao phủ lấy một vùng và trói buộc chẳng vào đó. Tiểu lục niên vận dụng chiêu đại mãn thôn ngưu khỏi quật trở lại. Giây phút kiếm khí của chàng áp đảo lại hắn rồi trong một tiếng lưỡi kiếm hắn vượt khỏi tay. Tiểu lục kê kiếm vào cổ hắn nói. Ngươi giỏi lắm, trên đời chỉ có Nga Mi mới sử dụng chiêu thiên thai khước tái. Trước đây ta từng gặp trưởng mỹ đạo trưởng và tô châu trưởng môn. Kiếm pháp của ngươi không kém gì họ. Hãy nói thật. điền tử thôi và nghe tổ đi đâu. Cứ giết ta đi ta không biết. Tiểu lục nói. Giết ngươi ngay lúc này còn khó hơn là tha ngươi. Đi đi. Chàng gửi trên nương hắn một tiểu công án rồi quay mình bỏ đi thật nhanh. Tiểu lục nhắm về hướng phố mà đi. Xa xa chẳng thấy hai tên che mặt mặc sắc phục như nam tên chàng gặp vừa rồi đang dùng kiếm tấn công châu khanh khanh kiếm pháp của hai tên che mặt này gần tương đương với tên nga mi khanh khanh hết sức chiến đấu một bên cố ra những tuyệt chiêu để rút ngắn thời gian một bên chiến đấu để cầu sinh tiểu lục lẩn mình trong đám đông theo dõi sự tình để không một ai phát giác tuổi khanh khanh nay chừng mười sáu võ công của nàng không biết ngày trước ra sao hơn mười ngày miệt mài học tập trên thuyền khanh khanh lãnh hội rất nhiều về những tuyệt chiêu của trưởng lẫn kiếm những thuốc nàng mua để đem về bị đổ ra một cách phung vãi bỗng có một tiếng thét thảm thiết vai trái của khanh khanh tuôn máu ra nàng lảo đảo lui lại tay vẫn cầm kiếm thủ thế một tên cầm kiếm lướt tới nói người có chịu đi theo ta không nàng nói với một giọng cương quyết mỗi người có quyền chọn cho mình một lý tưởng ta không phải là loài súc vật nên cũng may còn biết chút liêm sỉ tên kia nghiến răng hét lên một tiếng xuất chiêu nguyệt án thượng đầu khanh khanh cử kiếm đỡ miệng nói chư tỷ chư huynh tiểu muội xin vĩnh biệt nàng đỡ được chiêu kiếm của tên kia rồi quay mũi kiếm lại đâm vào cổ mình toan tự sát tiểu lục xuất hiện kịp lúc tay chàng đoạt kiếm khanh khanh tay nữa xuất chiêu vạn thắng cánh tay tên kia lăn lông lốc tên còn lại quá khiếp đảm nên phóng mình bỏ chạy tiểu lục chớp người lên lại thêm một tiếng thét đau đớn tiểu lục đã mượn mỗi tay một ngón cái từ đây hắn không thể nào cầm kiếm được nữa chàng để mặc cho chúng chạy vội đến bên khanh khanh lấy thuốc trị vết thương cho nàng Khanh Khanh vừa khóc vừa nói Tiểu mọi có lỗi với Tiểu Lục nói Châu cô nương đừng khách sáo Đây là lỗi của tại hạ Tại hạ muốn nhờ tiểu cô nương thông tin vịt cho bọn chúng lại cũng nhằm vào mục đích Để tiểu cô nương xác định lại lập trường của mình Khanh Khanh chớp mắt nói Thế ra đại huynh đã biết tất cả rồi sao Chỉ mình tại hạ biết thôi Nàng gục đầu vào ngực tiểu Lục khóc dưng dứt Đại huynh tốt với tiểu mọi quá Nhiều lần họ bảo tiểu mọi phải ám toán Chư huynh chư tỷ muội nhận là nhưng không làm được một là lòng muội cũng không nỡ hai là nếu có làm cũng thất bại mà thôi toa thuốc này chúng biết đại huynh sắp vượt biển đông chúng thấy muội có cảm tình với chư huynh chư tỷ nên mới giết người để bịt miệng thật ra chúng không đi biển đông mà là tiểu lục nói đừng nói gì cả việc chúng làm sao có mắt tiểu lục này được về lại thuyền cứ để tại hạ nói hai người không nhặt thuốc lên đi về thuyền khi mọi người đi rồi một mình tiểu thần đao ở lại thuyền cứ vẫn vơ suy nghĩ. Tiểu lục điều hành công việc ra sao mà có vẻ hấp tấp và bí mật. Một lúc chẳng thấy một chiếc thuyền khá lớn đang căng hai buồm từ đầu trên nước về phía thuyền chẳng. Thuyền kia có vẻ đặc biệt, trên cột buồm có cắm cả đuôi nhau màu sắc sặc sỡ. Trên thuyền đó chỉ có một người cầm lái, tiểu thần đao cầm chắc thanh đao trong tay ngồi đợi. Thuyền kia rẽ nước đến nơi thì lập tức bốn năm người nhảy sang thuyền này. Nếu nói về cách sử dụng đao pháp tiểu thần đao là quán quân, rồi thay bọn chúng tên nào bay sang cũng đều bị chém rộng xuống nước, đứa thì chết, đứa thì bị tàn phế. Sau cùng chỉ có hai tên, một tên bay qua thuyền chẳng, một tên cầm vũ khí nhảy xuống nước. Tiểu thần đao biết những tên kia chơi đoạn độc, đó là chúng cố ý cầm chân chàng để tên kia độc thuyền. Võ công của tên kia thật xuất sắc, hắn không đấu với chàng bằng vũ khí mà hắn chỉ dùng trưởng. Tiểu thần đao múa đao vồn vột nhưng lại không làm gì được tên kia, tên kia nhảy tránh khi bên trái khi bên phải thoạt trước thoạt sau thỉnh thoảng công chàng một vài chiêu thần tốc tiểu thần đao nổi giận xuất đao mặc quần thảo với hắn về trưởng pháp tiểu thần đao là tay loại hại đâu kém cao thủ nào trên giang hồ có bốn tuyệt chiêu vốn nào của gia bảo đó là thiên hạ đại động lâu đời không ai khám phá cũng may là tiểu thần thông khám phá ra nó mà trao lại cho chàng thiếu lộc ngày đêm rèn luyện nên phát huy một cách tuyệt xảo với chiêu đầu thiên hoa loạn trị với lòng nôn nóng mong cứu chiếc thuyền này nên chàng xuất đến chín thành công lực tên kia thấy chàng đánh ra chiêu thức lạ lồng liền sử dụng chiêu thiên địa tranh hồng xuất hết mười thành công lực để mong kéo dài trận đấu hai trưởng phát nổ ầm ầm trên thuyền hai bên cùng lão đảo phân ra hắn lập tức phát chiêu nam phố tống quân chiêu này là một niên châu trưởng thập phần loại hại nghĩa chính của nó là tiễn chàng ở phố nam phố nam là nơi nào cách diễn xuất của chiêu Hai người cũng đi về một hướng mừng tượng như họ tiến nhau. Chiêu này gồm bốn thức đó là tuyệt chiêu của võ đang. Thiếu lộc vội vàng áp dụng qua chiêu thứ hai, nguyệt hạ tẩm quân. Chiêu thức này của chàng hung hãn mạnh liệt mấy tiếng nổ to. Thuyền trong tranh thiếu lộc liền xuất tiếp chiêu đại kinh tiểu quái. Chàng xoay tròn người, chiêu thức ấy quạt ra trung quanh hai bên cũng bị trúng trưởng. Thiếu lộc dội là một chút phóng người lên cao xuất tiếp chiêu thứ tư, đồng thất thao chân tên kia không kịp trở tay bị một trưởng hết sức mãnh liệt đó thân thể hắn bị nát bét bay ngược xuống hồ sự việc xảy ra trong nửa khắc thời gian với thời gian đó tên kia chưa đủ sức khuất thủng thuyền thiếu lộc cam đầu xuống hồ vừa gặp lúc tên đột thuyền bơi ra thiếu lộc phóng tới bóp cổ hắn hắn cũng bóp cổ chẳng lại bởi vì hắn ở dưới nước đau lâu nên không khí trong cơ thể hắn bị tiêu hủy rất nhiều Giờ bị Tiểu Lộc bóp cổ thì hắn đâu còn sức để đối kháng. Tên đó ạc ặc vùng vẫy vài cái rồi xuôi tay. Tiểu Lộc sợ hắn trả tử bèn điểm phế huyệt của hắn. Rồi ngoài lên mặt nước phóng mình về thuyền. Vừa lên đến nơi Yến Yến cũng vừa đắp thuyền con ra. Cả hai chuyển thực phẩm lên thuyền. Thực phẩm vừa xong Tiểu Lộc và Khanh Khanh cũng có mặt ở bờ hồ. Yến Yến quay thuyền con vào đón họ. Tiểu Lộc hỏi Ngọc Hà và Không Không Thâu Nhi đã về chưa? Chưa thấy Tiểu Lộc nói. Thánh nữ hết để khanh khanh an dưỡng lo giúp thiếu lộc một tay sửa sang vài chuyện lặt vặt trên thuyền tại hạ bận chút việc. Nhắc lại hồi khuya tiểu thần thông bỗng nghĩ ra một việc. Nhân vì mọi người đều nằm ngủ yên trên thuyền bỗng thuyền hơi trao một chút. Dường như là có vài đợt sóng đã lắc thuyền. Chàng nằm im nhưng mở mắt. Thấy thường lại khanh khanh hay nằm vào giữa hai nặng. Sau đêm nay nàng lại nằm bên ngoài. Một chi tiết nhỏ đó chẳng lôi tất cả những nghi vấn ra và biết rõ ràng A à, đầu này là nội gián chàng biết khanh khanh vừa nhận cái gì đó của kẻ dưới nước trao cho nàng chàng mỉm cười không nói gì cho nàng nằm lại một đỗi nâu chàng đánh thức không không thâu nhi dậy không không thâu nhi nói tiếng gió với chàng châu khanh khanh vẫn bí mật liên lạc với giặc tiểu lục cười ngươi giỏi một mà chưa giỏi hai ta biết việc đó lâu lắm rồi vì nàng đã thú thật với ta ta có dặn nàng cứ thản nhiên mà làm rồi tương kế tiểu kế nghe trèo tường quét vách không ai bằng ngươi con em bọn chúng đang tính một việc khác thường nếu đúng như vậy thì mình rất vất vả không không thâu nhi nói không cần đi đâu nhưng ta biết bọn chúng phải làm việc gì rồi đành vậy nhưng ngươi đừng quên đám cao thủ trung nguyên hiện tại không phải chỉ tử hư và những tên đã từng bị ta điểm huyệt không thôi ngươi đến đó không chừng sẽ gặp nhiều tay khác nữa đi mau lên nhưng đến chỗ nào mới được chứ tiểu lục nói Sao hôm nay ngươi tối trí quá vậy đến nơi mà từ đó có thể xuất phát đi đường thủy hay đường bộ đều vào đất miêu được. Nhớ về sớm kẻo ta trông. Không không thông nhìn lướt đi trên mặt nước. Giờ tiểu lục thấy đã đúng hẹn mà hắn và Ngọc Hà hai cao thủ thượng thẳng ấy vẫn chưa về. Tiểu lục liền phóng mình bay đi. Ngọc Hà vâng lệnh tiểu lục đến chỗ giao lộ giang thì bốn bè lạnh ngắt. Nơi đó có một xóm nhà trừng vài chục nóc ra. Nàng ghé vào uống nước rồi hỏi. Chợ mọi có một người đi buôn bán thường mọi khi về đúng buổi nhưng hôm nay lại không thấy về. Nên đến đây tìm chẳng hay hồi khuya đến giờ ở đây có xảy ra việc gì không. Những người kia đáp. Hồi mờ sáng có một trận ẩu đả ngay đây. Một người chống với nhiều người. Cuối cùng người đó bị bắt xô xuống thuyền. Thuyền nhổ neo đi rồi. Ngọc Hà nghe người kia nói vậy mặt tối sầm lại. Nhưng nàng chợt nghĩ không không thông nhi tài trí cao hơn thiên hạ. Võ công đâu kém gì trưởng huynh. Nàng hơi yên tâm một chút hỏi làm ơn chỉ dùm hiện ra họ tụ tập chỗ nào bến trên cách đây chừng một dặm nàng chẳng nói gì thêm phi thân lên đó xa xa nàng thấy một đám đông tụ lại như có sự ẩu đả với nhau lên tới nơi nàng thấy không không thâu nhi bị một số người vây đánh nàng chợt nghĩ nếu không không thâu nhi bị bắt thì làm sao mà có chuyện đấu đáp thế này có thể là hai cảnh khác nhau những người vây quanh không không thâu nhi vô công không lấy gì làm xuất sắc những kẻ đứng xem chỉ là những người bình thường ba bốn xác chết nằm tại chỗ không thấy ai nhận xác ngọc hà muốn nhảy vào trợ chiến nhưng chợt thấy không không thâu nhi nhảy ra ngoài nói các hải tử đáng thương của ta các hải tử làm việc không công cho chúng để đón ai đó không ngờ đó nhằm quỷ vô thường ta không còn thì giờ nữa ngọc hà chợt thấy nói sao đùa dai thế sự việc thế nào hắn nói lục lão quái muốn thực hiện kế hoạch gì đó nên mới bảo ta đến đây nơi đây chỉ là đám giặc cỏ có can hệ gì bọn phù tang bảnh hổ đâu Lý ra ta về sớm rồi Nhưng cứ la cả để lục nó quái suốt ruột chơi Ngọc Hà đấm vào lưng hắn thổi thuộc nói Đùa dai vẹn lần sau đừng hòng bảo tiểu mệnh đi tìm Vâng thưa quý vị và các bạn, trên đây đã kết thúc phần thứ 9 tiểu thuyết Đọc báo võ lâm của tác giả Giả Cổ Long Nếu các bạn thấy hay, xin hãy vui lòng like, chia sẻ, đăng ký và ủng hộ cho kênh Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo